Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tập làm cái mẫu này nhé. Đây cũng là một mẫu là nó cao như này này. Và ở đây thì chúng ta sẽ quay về đằng trước và mẫu của chúng ta sẽ như thế này. Và ngoài cái mẫu như thế này thì đằng sau mình sẽ hướng dẫn bạn thêm một cái kiểu để cho nó biến tấu, làm cho bó hoa của chúng ta nó xinh hơn nhé mọi người nhé. Đây chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Đầu tiên thì chúng ta cũng dùng đến cái cốt dài 60cm như này nhá. À, tiếp theo thì cái sau khi mà cắm xong này thì các bạn cắt cái chốt này nó phát như này nữa nhá. Và các bạn chú ý này, với những cái hoa mà chúng ta cắm lên xốp trực tiếp như thế này, các bạn nên sử dụng que tre nhá. Que tre này thứ nhất là nó rẻ, thứ hai nữa là nếu như nó thò ra như này chúng ta rất là dễ để xử lý. Còn nếu như các bạn để những cái này như thế này, nó chọc vào giấy này và chọc vào tay của chúng ta, một là rách giấy, hai là bị chọc vào tay thì nó sẽ gây ra đau tay nhá. Đấy, cho nên các bạn nên dùng cái que tre. Que tre nó rẻ bằng nửa que nhựa thôi và nó cũng kinh tế hơn. Đấy các bạn nhá. Rồi, sau khi mà làm xong, cắm xong thì các bạn cũng chú ý ở đây là chúng ta cắm vòng quanh này trước này. Cắm vòng ngoài trước để cho tạo một cái đường tròn, sau đó thì chúng ta sẽ đẩy tất cả vào trong. Và như vậy thì bó hoa chúng ta nó luôn luôn tròn như này. Còn nếu bạn nào là cắm quen thì cắm từ trong ra cũng được. Còn nếu mà như mà chưa quen thì chúng ta sẽ cắm vòng ngoài trước cho nó tròn theo đúng cái đường mà chúng ta vẽ này. Sau đó chúng ta đẩy vào. Như vậy là chúng ta sẽ được một bó hoa tròn nhá. Sau khi mà chúng ta làm xong, chuẩn bị xong, cắm xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành bó. Và đây thì tôi sẽ sử dụng cái giấy Elgi này nhé. Đây thì mình làm giống như làm công chúa, chính vì vậy thì trước này ở vòng quanh này tôi cũng sẽ bọc một cái lớp nữa, đó là cái lớp cái von sóng này nhá. Đấy ạ. Đầu tiên thì cái von sóng này nó là một cái túi, nó rơi vào tầm hơn 2 mét nhá. Chúng ta sẽ dùng cái von này, chúng ta quấn vòng quanh trước này. Quấn vòng quanh và đo. Đo đi. Đó. Đấy, như thế này là vừa này. Đó, vừa như này nhá. Thì chúng ta sẽ đo lên và phần thừa chúng ta cắt đi. Rồi cắt đi phần thừa này và tiếp tục chúng ta bọc. Cái phần thừa này thì chúng ta dùng để làm bó hoa bé hơn nhá. Sau khi mà chúng ta cắt được dải như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành dán đây nhá. Chúng ta sẽ dán để tạo thành một cái vòng tròn đấy mọi người. Đó, sau khi mà xong thì chúng ta sẽ lồng ra. Đó, chúng ta tạo vòng tròn như thế này thì khi mà dán lên nó sẽ dễ và nhanh hơn nhé mọi người nhé. Nó sẽ dễ hơn và nhanh hơn. Đó, chúng ta để đây. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ bôi keo nhé. Bôi keo này. Chúng ta dán lên. Ở đây chúng ta sẽ dán cao hơn khoảng tầm 3-4cm nhé. Từ hoa lên cái 3-4cm. Đồng chí nó đây này. Đấy, từ hoa lên cái hạt này, từ hoa lên cái hạt này khoảng 3-4cm nhé.
sau khi xong nó sẽ được như thế này. Đó, các bạn thấy đấy này. Đó nhá. Đó. Sau khi mà chúng ta làm xong như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành bó nha mọi người. Các bạn sẽ dùng đến hai tờ giấy nhé, hai tờ giấy này, các bạn như sau, đôi gấp này, đôi ngược này, cái xuôi này, một cái ngược, một cái xuôi này, đây, dạ, đó thì bạn để đây, quay chữ lên đi, để chéo như này nhá, đó, sau đó chúng ta sẽ để vào hai này. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ túm lên trên đoạn trên này nhá. À, cách cái từ chỗ này xuống đây thì tổng khoảng 5cm thôi nhá. Sau đó dùng băng dính dán lại. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng đến tờ nữa, chúng ta gấp như sau. Gấp như này, một cái ngược một cái xuôi như này. Các bạn để bên cạnh nhé, bên cạnh này. Đó, bên cạnh này. Các bạn cứ để bằng cho tới nhé, để bằng cái tờ kia. Sau đó thì chúng ta bóp một cái thì là nó sẽ cứng mà vừa. Bóp một cái này thì nó sẽ tụt xuống khoảng tầm 2-3cm chính là vừa nhé. Đây. Tiếp theo đây này, chúng ta làm tương tự bên kia rồi, bên kia sang bên này. Các bạn sắp cho nó bằng này, sắp cho nó bằng cái ở trên này nhá. Các bạn sắp cho nó bằng cái viền này. Ừ, có. Đây, ô bên đây. Nhiều hàng sẽ về đấy. Ờ, chiều nó từng chiều tối này toàn chỉ có gỗ về, cái sắt chủ gỗ. Sơ đề hôm qua em xếp, còn mấy số sơ đề quá. Rồi ok, để chị tí nhé cho bác thấy. Nói cái gì đưa bùi ngoài thì dễ thì đóng được cái. Ừ rồi. Thế chị chào bác đây. Ừ, về nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là nếu như chúng ta cứ để như này là nó sẽ không đứng được, đúng không? Thì vì vậy thì các bạn phải dùng keo nhá, chúng ta dùng keo chúng ta dán lên đây này, ôm vào với nhau này. Đằng trước này nha, đằng trước này thì chúng ta sẽ dùng tờ giấy này để gấp này.
sau khi xong này mọi lớp này lên đây nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ phải dùng keo, dùng bàn keo chúng ta làm nhé. Dùng bàn keo bôi vào đây này, chúng ta dán vào nhé. Một tờ tiếp theo đã làm tờ nữa rồi. Chiếc này nó khá là rộng, như vậy chúng ta sẽ phải dùng 3 tờ nữa. Các bạn thấy như vậy là chúng ta đã xong cái phần đằng trước này nhé các bạn nhé. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ làm một hai bên sườn này tiếp nhé. Nào, hai bên sườn này gấp như này rồi. Để nó đứng được thì tiếp tục chúng ta sẽ phải dùng keo này, ta dán vào đây. Phải dùng keo rồi mới đứng được nha. Bên này, tiếp theo chúng ta làm bên này. Bên này thôi, không bên kia. Tiếp tục để nó đứng được chúng ta sẽ phải dùng bình keo nha.
tiếp đến chúng ta dùng tiếp miếng tờ tiếp để cho nó biến sang lần trước này nhé. Làm tương tự như thế. Mỗi một tờ thì nó đẹp phải dán nha, vì thế nó mới đứng được cho chúng ta. Vì cái giấy này nó đang có hoa to thì nó phải dán như vậy. Tiếp bên này. Sau khi đến đây rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ thêm hai tờ hai bên này nữa, sau đó thì chúng ta sẽ đẩy xuống dưới nhé. Đó, cứ làm tương tự như vậy thì cái này chúng ta sẽ đẩy xuống bên trước này. Vậy là chúng ta đã cơ bản xong cái phần ở bên trên như thế này. Đó. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái chân này nhé. Chân này nhé. Cái chân này thì chúng ta làm tương tự như cái chân kia. Chúng ta chỉ được dùng cái đấy đây. Các bạn là đúng không? Chúng ta thấy nhé. Đúng như cánh quạt này. Sau đó bó quạt đây này. Bó đây đang thẳng này.
Đấy, thẳng này để cái này nó vẩy ra đi tự nhiên nhé. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm hết cái vòng tròn nhé, vòng xung quanh nhé. Đây, để sau khi mà mình làm cái chân này nó sẽ xòe như này, rất là xòe như này nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ này. Tiếp theo này, ở đây này, chúng ta sẽ che trụ này bằng giấy viết nhá. Một cái hiệu này. Đây. Ta sẽ hết khoảng 4 tờ. Sườn bên này trước nha, sườn bên này. Cần thiết chúng ta có thể dùng keo để chúng ta dán này lên, chúng ta ôm lên đây. Chúng ta làm đây. Chúng ta đang chuẩn bị sẵn tất cả hàng đi nhé. Tí nữa heo đến lấy hết rồi đấy. Chị đang làm gì không? Cứ làm như này khoảng tầm 5 tờ để được cái phòng nửa đằng trước này nhé mọi người nhé.
Sau khi mà chúng ta bó xong hoa, chúng ta sẽ bó hoa của ta như này. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng đến cái lưới này nhé. Các bạn cắt là hai dải, mỗi dải khoảng tầm 60cm. Hai dải này. Mỗi dải chúng ta cắt khoảng 60cm này. Sau đó chúng ta sẽ túm lại như này nhé, túm lại hết như này. Đây là đằng trước đúng không? Túm lại như này này. Chưa? Đấy, sau đó túm lại đây này. Xong nha. Tiếp theo chúng ta sẽ thử lưới đi băng. Sau khi xong cái đằng trước như này nhá, ở đây đằng sau cũng đã được. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm một cái kiểu nó đẹp cả từ đằng trước và đằng sau luôn nhá. Ở đây thì tôi sẽ dùng đến tờ giấy nguyên như này. Tôi dùng tờ giấy nguyên như này nhá. Chưa? Sau đó gấp bằng tư này. Gấp bằng tư như này. Đó. Tiếp theo chúng ta phải cắt nha, để cắt này. Cắt vòng ở chỗ này nhỉ. Đó, cắt như này.
ta hình bông dục nhé. Như này, được chưa? Đó, sau đó thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này ở giữa này, chúng ta sẽ vuốt để chúng ta tải đánh dấu cái đường giữa. Đánh dấu cái ở giữa này. Đánh dấu cái giữa nha. Sau đó thì chúng ta sẽ làm đánh dấu cái giữa rồi nhá, thì tiếp theo chúng ta sẽ cứ túm ở giữa này, giấm gấp hình cánh quạt đây. Tạm đến đây. Như vậy là chúng ta đã có một cái nơ nhá. Được chưa? Đó. Sau khi tạo được nơi như này thì chúng ta sẽ buộc đúng không? Đây, buộc này. Một cái nơ đầu tiên đó. Tiếp theo chúng ta làm tương tự đó, tương tự nhưng mà ở đây chúng ta sẽ phải làm bé hơn đó. Tương tự như vậy nhưng ở đây chúng ta sẽ không cắt dài như kia nữa, chúng ta cắt bé hơn. Cái phần dưới góc này chúng ta sẽ gấp theo đúng cái vết góc để đánh dấu ở giữa đấy. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần dùng đến nửa tờ giấy thôi nha. Một phần tư tờ giấy. Chúng ta dùng đến 1/4 tờ giấy nhé. Tôi chấp này. Buộc lại.
chúng ta đã có cái nơ đây này. Tiếp theo cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng đến đến con sóng nhé. Đây, con sóng này, cách xinh này. Đó, chúng ta sẽ dùng cái dây này, nhạn này, đó, nó rủ này. Đây một rủ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái nơ. Cái nơ thấp như nào thì mình đã chỉ rất kỹ ở video trước rồi nha. Các bạn có thể qua video đấy để xem nhá. Ở đây cứ nó chỉ làm thôi. Để dây nó dài chứ. Được chưa? Để đi đây nha. Để giữ trong rồi. Cái nơ tới làm dài nha. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có một cái nơ như thế này, xinh như thế này. Đó. Đó. Chúng ta sẽ dán đằng sau bóng hoa này. Cái chữ phần này đơn giản chắc vào đây nhỉ. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về cách làm mẫu này. Các bạn sẽ thấy là ở đằng sau nó có nơ rất xinh như này. Nơ đằng sau rất đẹp này. Đó. Đằng trước như vậy này. Thì cái vùng miệng to rồi. Nó để cái vùng miệng to đó tìm hết cái tháng rồi. Hồi bảo nó xem nó lâu không thấy đâu. Các em thấy đâu. Được. Đây. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành trang trí đằng trước này nhé. Đây tôi dùng cái thiệp là dán ba này. Một cái túi này nó có rất là nhiều mẫu nhé mọi người nhé, có nhiều mẫu lắm. Mình sẽ dùng cái này.
cái này nó dài thì vậy mình dùng hai que nhé. Bên này chúng ta để đây nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ để cái dây điện ở bên này. Như vậy là chúng ta đã xong bó hoa này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.